Xin chào tất cả bạn, mình là nhân viên kỹ thuật của Dotcom. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu về sản phẩm DV4, thiết bị định vị dưới dạng tẩu thuốc lá trên xe ô tô của nhà Dotcom. Vậy thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm những gì? Đầu tiên là không thể không kể đến chính là thân máy. Thân máy này có thể cắm trực tiếp cùng với ô tô để có thể là vừa sạc điện là vừa có thể định vị được luôn ạ. Tiếp theo đó là một cái lớp siêu dán để bảo vệ. Vậy thì sau đây mình xin phép được hướng dẫn cách sử dụng cũng như là cách thức hoạt động của chiếc DV4. Đây là ngoại hình của DV4. Đây là mã QR và phần đầu của nó. Đây các bạn có thể nhìn thấy, mình sẽ thử tháo ra cho các bạn xem. Ok, vậy là bên trong nó sẽ có một cái đầu là đầu USB và ngoài ra là cổng sạc của nó. Thì khe cắm sim ấy nó sẽ ở cạnh cái cổng sạc các bạn nhé. Đấy, ok. Sau khi lắp xong mình sẽ lắp lại cái phần đầu vào. Đấy, vậy là đã kích hoạt được chiếc thiết bị định vị DV4 của Dotcom. Tiếp theo các bạn lấy điện thoại của mình ra và tải cho mình cái ứng dụng là Watch GPS. Đây các bạn có thể thấy là Watch GPS nhé. Đấy, các bạn ấn mở. Bước vào thì các bạn phải đăng ký, nhưng mà mình đã có đăng ký một tài khoản là Dotcom 2022 rồi nên là mình sẽ dùng luôn. Đăng ký thì cũng rất dễ dàng thôi, chỉ cần Gmail và sau đó gửi mã về là ok luôn nhá. Đây các bạn thấy đây là giao diện của Watch GPS, có rất nhiều các chức năng. Ví dụ các bạn muốn lưu lại giọng nói thì các bạn ấn vào đây. Đây nó sẽ có theo từng khoảng phút, ví dụ như là thời điểm nào, và nó sẽ đưa ra một cái lệnh ghi âm trong 5 phút này. Tiếp theo là sẽ là định vị lại thời điểm di chuyển của chiếc xe. Đấy, như hôm nay này, hôm qua. Đấy các bạn có thể thấy là đây, mình có thể tua nhanh được quá trình di chuyển của thiết bị phương tiện. Đấy, di chuyển có thể hiện rõ được cả là đi với tốc độ bao nhiêu km, đi những điểm nào, nó sẽ xanh lên để mình có thể dễ dàng định vị được cái chiếc xe hay là phương tiện của mình. Và quay lại giao diện chính, các bạn có thể thấy được là đây là vị trí hiện tại của mình nhá. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và sử dụng sản phẩm của Dotcom. Xin chào và hẹn gặp lại.